Nam mô ta sa pha ga va tô a ra tô sam ma sam bun ta sa. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu qua cái bài học ha. Thì như quý vị thấy đó, là chúng ta khi mà chúng ta hành thiền ấy, tùy theo cái tâm trạng của chúng ta nó lui sụp hoặc là nó bung sung, nó loạn động như thế nào, mà chúng ta cần có những cái giác chi nó phù hợp để nó hỗ trợ chúng ta trong cái quá trình hành thiền. Cho nên ấy, một người mà rành rẽ về thức giác chi đó, khi mà hành thiền thì nó sẽ giúp rất nhiều đối với hành giả. Và thường ấy, thức giác chi cũng được kể ở trong 37 phẩm Bồ Đề, có nghĩa là tu tập thức giác chi cũng có nghĩa là quý vị tu tập Bát Chánh Đạo. Cho nên ấy, thức giác chi và Bát Chánh Đạo, mặc dù mình nói là chi pháp nó khác nhau, nhưng thực tế nó cũng giống nhau, nó không có khác gì đâu. Quý vị tu tập thức giác chi cũng như là quý vị tu tập Bát Chánh Đạo. Vì vậy đó, quý vị tu tập thức giác chi nó cũng bao gồm đủ cả chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, đủ hết. Và bây giờ chúng ta qua phần khinh an giác chi. Khinh an giác chi đó là cái sự an lạc của thân và tâm khi mà chúng ta tu tập. Thì khi mà cái thân của chúng ta, thân và tâm á, nó có cái sự lắng động, thì nó sẽ là cái nền tảng rất tốt cho việc chúng ta đắc định. Thì có 7 pháp làm cho chúng ta phát triển cái khinh an giác chi. Thứ nhất ấy, là chúng ta cần phải có cái thực phẩm phù hợp. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta ăn những cái thứ khó ăn, ví dụ như nóng quá, lạnh quá, rồi chua quá, rồi cay quá, nó làm ảnh hưởng tới cái hệ tiêu hóa của mình, thì cơ thể của mình nó sẽ không có ổn định và bắt đầu nó sẽ sinh bệnh. Cho nên khi đó chúng ta sẽ rất khó mà chúng ta đạt được cái sự an tịnh khi chúng ta hành thiền. Quý vị phải phân biệt rõ ha. Khi mà chúng ta giải đãi, chúng ta lười biếng, hoặc khi mà chúng ta tham nhiều, thì chúng ta chọn cái cách ăn là ăn cái gì cũng được. Chúng ta sẽ không có lựa chọn thực phẩm. Bởi vì khi chúng ta lựa chọn thực phẩm thì nó sẽ dễ làm cái tâm tham nó sanh khởi. Và khi ăn mà chúng ta ăn cái món này ngon, món kia dở, thì chúng ta sẽ làm cho chúng ta rất dễ rơi vào cái tình trạng dễ vui. Nhưng mà khi mà chúng ta cần cái sự an tịnh, cần cái sự lắng động nội tâm khi mà chúng ta hành thiền ấy, thì thực phẩm nó vẫn phải là thực phẩm phù hợp. Chứ không phải mình nói tôi ăn cái gì cũng được rồi. Thí dụ như mình bị tiểu đường mà mình cứ kiếm người ta cúng đồ ngọt rồi mình cứ nhắm mắt mình ăn là không nên. Hoặc là mình bị bao tử mà người ta dâng cái đồ chua mà mình vẫn nhắm mắt mình ăn thì không nên. Quý vị phải phân biệt rõ cái này. Ăn thì mình không kén chọn, nhưng mà mình phải biết được cái gì mình ăn được, cái gì không. Nó là yếu tố rất quan trọng khi mà quý vị hành thiền. Và điều kiện thứ hai đó là khí hậu phải tốt, có là khí hậu phù hợp. Có những người họ hành thiền rất tốt khi mà trời nóng, nhưng mà trời lạnh họ chịu không nổi. Thì với những người như vậy đó thì họ nên tránh cái khí hậu lạnh ra. Ví dụ như có những người họ bị những cái bệnh thời tiết, mà ví dụ như trời lạnh quá họ chịu không được, như khớp chẳng hạn, thì như vậy họ không nên tu tập ở những cái vùng lạnh. Hoặc là có những người đó họ chịu lạnh giỏi nhưng mà họ chịu nóng không được, thì những người như vậy thì họ không nên tu tập ở cái chỗ nóng. Khi tu á, chúng ta không có sợ khổ,
Việc tu thì quý vị biết, khi tu thì chúng ta không có sợ khổ, nhưng mà nó không có nghĩa là chúng ta cứ kiếm cái chỗ khổ mà chúng ta chui vô. Nhớ như vậy. Bởi vì đó, khi mà khí hậu nó không phù hợp đó, mình cứ bệnh lên bệnh xuống. Quý vị ở đây có ai mà bị những cái bệnh thời tiết, ví dụ như là có lần sư lên cái vùng lạnh ấy, mà sáng sớm mà ngồi thiền, quý vị biết cái cảnh viêm xoang nó bắt đầu nước mũi nó cứ chảy ra, nó chảy ra liên tục, rồi mình phải lấy nhiều vị, phải lấy cái khăn nó phải lót ở dưới, rồi cứ ngồi thiền mà nước mũi cứ chảy ra chảy ra chảy ra, nó ướt hết ở dưới. Thì như vậy nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cái việc hành thiền của chúng ta. Cho nên lựa chọn một nơi có khí hậu phù hợp cũng rất quan trọng. Mà sẵn đây thì sư cũng rất là ngưỡng mộ mấy cái vị mà độc giác, hoặc là những vị mà chứng thiền ở trên tuyết sơn. Quý vị biết là ở cái dãy Himalaya đó, núi tuyết không à, mình ở gần ở đó mình lạnh muốn chết luôn, vậy mà các vị đó đi chân trần mà đi trên tuyết. Cho nên là phải nói là rất là ngưỡng mộ. Rồi điều thứ ba đó là giữ cái tư thế dễ chịu, cái tư thế hành thiền phải phù hợp. Cho nên sư rất là bài xích cái việc mà mình cứ đòi một hai mình phải ngồi một cái tư thế nào đó để mà hành thiền. Thì phải nói là sư khuyên, sư can nhiều người quý vị, họ hỏi, hỏi tới hỏi luôn, họ chỉ tâm đắc trong cái việc hành thiền của họ, họ chỉ tâm đắc có mỗi một việc họ ngồi kiết già thôi, quý vị biết không? Sư không có phản đối cái việc ngồi kiết già. Việc ngồi kiết già đối với một số người vẫn tốt, nhưng mà có người đó họ chỉ tâm đắc được có mỗi cái việc ngồi kiết già. Và họ nói khi mà tôi ngồi kiết già thì tôi rất là yên ổn. Ngoài ra họ không biết đề mục hành thiền là gì hết. Sư hỏi đề mục hành thiền của họ là cái gì, họ không trả lời được, mà họ chỉ nói là khi hành thiền tôi ngồi kiết già. Nó kẹt cũng giống như là một người bệnh mà đi bác sĩ nói là tôi bị đau bụng, khi mà tôi ngồi tôi ăn thì tôi bị đau bụng. Bác sĩ hỏi tôi không cần biết anh ngồi ăn, anh đứng ăn hay là anh đi anh ăn, tôi không cần biết, tôi cần biết là anh ăn cái gì mà cái anh bệnh nhân ảnh thứ một hai tôi ngồi ăn tôi đau bụng. Nó kẹt ở chỗ đó. Cho nên có nhiều vị họ trong cái việc hành thiền của họ, đối với họ chỉ là ngồi kiết già thôi, ngoài ra họ không biết một cái gì hết. Sư không phản đối cái việc ngồi kiết già, sư đồng ý một số vị ngồi kiết già rất tốt cho cái việc tu. Nhưng mà việc đó không có nghĩa là quý vị coi cái việc ngồi kiết già là tất cả cái bầu trời của quý vị khi quý vị hành thiền. Chuyện này rất quan trọng. Hơn nữa đó, trong tạng luật của Ni có một cái giới luật là tỳ kheo Ni không được ngồi kiết già. Quý vị đâu phải là tỳ kheo Ni nên quý vị không biết cái chuyện này. Rồi sư hỏi quý vị, những vị tỳ kheo ni thời Đức Phật không bị ngồi kiết già, vậy quý vị đó ngồi thiền như thế nào? Thấy chưa? Cho nên tư thế ngồi phù hợp có nghĩa là sao? Mình ngồi như thế nào đó mà chúng ta có thể tập trung vào đề mục hành thiền là được rồi. Có những lúc khi mà chúng ta lui sụp á, mà mình ngồi thiền, mình cảm thấy hơi đau tí xíu, rồi mình bắt đầu mình đổi tư thế. Thành ra đó, cái giờ, cái thời ngồi thiền của chúng ta toàn bộ cứ cục cửa đổi hết thế này qua thế khác, rồi hết đứng rồi ngồi, hết ngồi rồi đứng, thì cái đó không nên. Là khi mà chúng ta lười biếng, chúng ta giải đãi thì chúng ta phải đẩy cái tinh tấn giác chi lên, đẩy cái tinh tấn giác chi lên để chúng ta ráng, chúng ta chịu đựng dằn cái cơn đau nó lại, chịu đựng dằn cái sự bung sung loạn động nó lại, để mà chúng ta tập trung vào đề mục hành thiền. Nhưng mà khi mà tâm của chúng ta đó nó bắt đầu là nó bị trạo cử, nó ngồi không có yên, nó không phải lười biếng nữa, bắt đầu nó trạo cử, thì chúng ta phải lựa cái tư thế phù hợp. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà chúng ta ngồi nó đau quá rồi đó, cái việc đau đó đó nó làm ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc chúng ta tập trung vào đề mục hành thiền, thì chúng ta phải đổi tư thế. Chứ không thể nào mà có sư gặp trước nhiều người toàn bộ cái thời hành thiền của họ là họ chống cự lại cơn đau không. Họ không có tập trung vào được đề mục hành thiền của họ, mà họ chỉ ngồi đó họ tập, họ chống cự lại cơn đau để họ chi? Họ ráng ngồi được càng lâu càng tốt.
cái chuyện nó không cần thiết. Quý vị cứ hành thiền lâu ngày, tự nhiên mình ngồi lâu. Hoặc là có người đó, cái thể chất của họ, họ ngồi được nửa tiếng, họ ngồi được một tiếng, họ ngồi được hai tiếng. Nhưng mà không có nghĩa là người khác cũng ngồi được như họ. Thí dụ như họ ngồi được nửa tiếng, người ta ngồi được một tiếng, không lẽ bắt anh nửa tiếng ngồi một tiếng giống người ta. Không nên. Rồi khi cái tư thế hành thiền cho nó phù hợp, còn có một ý nghĩa nữa là chẳng hạn như có những người họ không phù hợp cái việc ngồi thiền, mà họ phù hợp cái việc đi thiền. Đối với họ, họ cần đi thiền nhiều hơn là ngồi thiền. Hoặc đối với một số người, họ cần đứng thiền nhiều hơn là ngồi thiền. Cho nên chúng ta cần phải xác định rõ cái tư thế hành thiền nào là phù hợp nhất cho mỗi người. Ví dụ như bản thân sư, đối với cá nhân sư, việc đi thiền phù hợp hơn là ngồi thiền. Nhưng mà sư không thể nào sư đem cái đó ra, sư bắt quý vị tới giờ hành thiền, đi thiền hết, không ai được ngồi thì không được. Tại vì có người ngồi, có người đi, chứ không lẽ mình bắt ai cũng như mình là đâu có đúng. Trong Thanh Tịnh Đạo có nói đó, mỗi người nên tập ở mỗi tư thế hành thiền trong vài ngày. Ví dụ như một ngày, hai ngày, ba ngày, để kiểm tra coi cái tư thế hành thiền nào là phù hợp nhất cho bản thân. Ví dụ như ngồi thiền, thử ngồi kiết già 3 ngày, sau đó đổi ngồi bán già 3 ngày, sau đó đổi ngồi kiểm biến điện chân trong chân ngoài 3 ngày, sau đó đổi đứng thiền 3 ngày, rồi đổi đi thiền 3 ngày, nằm thiền khỏi đổi. Đó, thì khi mà quý vị thử như vậy đó, quý vị sẽ biết được là cái tư thế thiền nào là phù hợp nhất cho quý vị. Thì khi đó mình sẽ tập trung vào cái đó. Nhờ như vậy cái thân mình ấy, nó mới được khinh an. Rồi thứ tư là thực hành theo trung đạo. Thực hành theo trung đạo là sao? Ví dụ như chúng ta phải tránh hai cực đoan. Khi mà chúng ta tu tập ấy, cực đoan thứ nhất là lười biếng, không làm gì hết. Tu cũng không tu mà làm cũng không làm. Sân chùa dơ muốn chết luôn, khỏi quét. Đồ đạc mình chất cả đống nó hôi bình, khỏi giặt. Rồi hành thiền, thiên hạ huynh đệ lên hành thiền hết, còn mình ở trong cốc, mình nằm mình ngủ, mình chơi game, mình đọc truyện, mình coi tivi này nọ. Thì cái đó là một cực đoan, là mình làm biếng, là một cực đoan. Hoặc là cực đoan thứ hai là tham công tiếc việc. Có nghĩa là sao? Cắm đầu cắm mũi mà lao động. Mà bắt quyền thì gọi là lao tác. Mình cứ mang tiếng là công quả, mình cứ công quả suốt từ sáng tới tối, hết kiếm chuyện này làm, hết kiếm chuyện kia làm, thì nó cũng là một cực đoan. Quý vị biết là tham công tiếc việc là một trong những cái nạn mà khiến cho cái việc tu của quý vị bị lui sụp. Bởi vì sao? Khi mà mình cứ lăn xăng mình kiếm việc mình làm, mặc dù đúng mình làm công quả có phước, nhưng mà cái quan trọng nhất khi quý vị tới chùa là cái gì? Khi quý vị ở chùa là cái gì? Là tu tập, là hành thiền. Cho nên ấy, mình cần phải cân đối. Có những cái giờ giấc, hoặc là có những lúc phù hợp thì cũng cầm cái chổi ra quét vài cái, hoặc là mình lao vài một chút xíu, hoặc là mình làm cái này làm cái kia một chút xíu, cho gọi là có để mà làm. Trong cái phạm vi nhiệm vụ của mình làm, nhưng mà vừa phải, chứ không phải là mình, một là mình cực đoan, mình khỏi làm, không làm gì hết, mình làm biếng. Hai là mình tham công tiếc việc, đúng cái gì mình cũng làm hết, thì cũng không được. Hồi trước có một lần sư ở một thiền viện ở Bình Thuận. Thiền viện ở Bình Thuận, lúc đó sư chưa có đi tu, chưa có xuất gia. Thì buổi chiều quý vị, khi mà sư khi mà ngủ dậy đó, thì thấy ở trước sân nó có rác, rồi bắt đầu cầm cái chổi quét. Mà quý vị biết là cái sân mà mình quét hết chỗ này là mình sẽ thấy chỗ kia nó dơ, cứ vậy mà quét tiếp, quét xong chỗ này là quét tiếp chỗ khác, cứ vậy mà quét tiếp. Rồi cái vị thầy chia sự á, mới khều lại nói là bây giờ không phải là giờ anh quét sân, giờ này là cái giờ anh hành thiền. Giờ nào việc đó, anh bỏ công sức, anh bỏ thời gian ra, anh vô chùa anh tu, mà anh lo anh công quả suốt, anh không hành thiền, rồi tới hồi cuối cùng hết cái thời gian anh ở đây đó, anh nhìn lại anh không làm được cái gì hết. Cái việc tu tập anh không có tiến bộ, ngoài cái chuyện anh công quả ra thôi. Mà trong khi đó
đâu có mời anh tới đây công quả đâu. Rồi khi đó anh bất mãn là tôi tu, tu không được gì hết, tu toàn công quả không, thì nó cũng kẹt. Cho nên mình cần phải hành theo trung đạo là cái gì nó cũng vừa phải thôi. Rồi cái thứ hai đó là mình phải tinh tấn một cách đúng mức, một cách chừng mực thôi. Có nghĩa là sao? Mình phải biết cái giới hạn chịu đựng của mình ở cái mức độ nào. Ví dụ như khi mà tôi ngồi, tôi biết cái giới hạn chịu đựng của cái cơ thể này là 2 tiếng đồng hồ. Mà nếu như mà tôi ngồi mới có nửa tiếng, 1 tiếng mà tôi muốn đứng dậy là tôi biết là cái này là lười biếng, cái này là giải đãi nè. Nhưng mà ngồi mà 2 tiếng đồng hồ rồi đó, bắt đầu là cơ thể nó đau, nó nhức, nó mỏi, nó làm đủ mọi chuyện trên trời dưới đất hết, tôi không thể tập trung vào đề mục hành thiền mà mình vẫn ráng mình ngồi, thì cái đó không được. Cho nên mình phải biết cái giới hạn của cơ thể mình nó nằm ở chỗ nào. Cũng giống như có một vị tỳ kheo, vị đó rất là siêng. Quý vị tinh tấn, phải nói chắc ở đây không có một ai mà được như vị này. Có nghĩa là vị này đi kinh hành, quý vị đi kinh hành mà đường núi, ở trong rừng mà đường núi, nó cũng đâu có bằng phẳng cái nền xi măng như mình đâu. Vị này đi kinh hành tới cái mức độ á, đi chân không mà, rồi đi một hồi cái da nó mòn rồi bắt đầu là nó chảy máu, nó rách da, nó rách chân, nó chảy máu tới cái mức độ mà nguyên cả cái con đường kinh hành của vị này là nhuộm máu không. Người ta nói là y như là cái lò mổ mà máu nó chảy vậy đó, mà vị này vẫn tiếp tục, vị này đi kinh hành. Khi mà vị đó nỗ lực như vậy đó, tới cái mức độ đó mà vị đó không có chứng đắc gì hết thì vị đó nản, nói người ta tu mà mình sao mình tu mình không chứng đắc gì hết, vậy thôi về nhà lấy vợ cho nó sướng, chứ ở đây chi cực thân mà không được cái gì hết. Đức Phật biết như vậy, Đức Phật mới đến và Đức Phật đưa ra một cái ví dụ hết sức điển hình mà ở đây ai cũng biết hết. Tại vì Đức Phật biết cái người này từng làm một cái nghệ sĩ mà chế tác nhạc cụ, thì mới hỏi vị tỳ kheo này, bây giờ một cây đàn mà nếu như mà cái dây đàn nó trùng quá đó thì có phát ra âm thanh được hay không? Vậy bạch Đức Thế Tôn, không được. Rồi Đức Phật hỏi, bây giờ nếu như dây đàn mà kéo cho nó thiệt là căng, như vậy có phát ra âm thanh được hay không? Nói, bạch Đức Thế Tôn, dạ không được. Rồi Đức Phật hỏi, vậy nếu như mà dây đàn nó kéo căng ở một cái mức độ vừa phải thì nó có phát ra âm thanh được hay không? Thì vị này nói, dạ được, và con hiểu bạch Đức Thế Tôn. Có nghĩa là khi mà chúng ta tu tập ấy, chúng ta lười biếng quá, giải đãi không thèm tu gì hết thì không được. Nhưng mà nếu như chúng ta tu mà chúng ta làm cho nó căng quá đó thì cũng không đạt kết quả gì hết. Cho nên tu là mình phải ở cái con đường trung đạo là như vậy. Nhưng mà quý vị phải hiểu trung đạo là cái gì, chứ đừng có nói là bây giờ như ví dụ như là cái chuyện mà ăn uống chẳng hạn. Nếu như mình tu á, một ngày mà mình ăn 3 bữa đó, không khác gì người đời. Người tại gia cư sĩ họ ăn ngày 3 bữa, ông thầy tu cũng ăn ngày 3 bữa, gì khác gì người đời. Nhiều ông thầy tu sư phải nói là cái tướng phúc hậu muốn chết luôn mà sư nhìn sư hâm mộ á. Trong khi đó họ kêu họ, tại họ nói bây giờ ăn ngày không ăn chiều thì bệnh tật là cơ thể nó yếu đuối chịu nổi. Mà trời ơi, nhìn cái cơ thể của họ phải, mà nếu mà họ còn yếu thì sư không biết sư là cái gì. Đó là một cực đoan. Hoặc là có vị đó, vị đó khi mà tu nhịn đói hoàn toàn luôn, không ăn không uống gì hết, nhịn đói. Thì vị đó nói là khi mà nhịn đói như vậy đó thì cảm thấy cơ thể nó cũng khỏe mạnh, rồi nó an ổn mà tu. Nhưng mà cái việc nhịn đói là một cực đoan. Cho nên Đức Phật đưa ra con đường trung đạo. Khi mà ăn uống đối với một nhà tu, không ăn buổi chiều là được rồi, không ăn quá ngọ là đủ. Nếu vị nào có bệnh hoặc có nhu cầu có thể uống thêm nước, vậy thôi. Hoặc nếu như mà vị nào mà ly dục nhiều đời đó, vị đó có thói quen ly dục á, thì thậm chí vị đó có thể hành theo cái hạnh đầu đà là một ngày ăn một bữa. Ngày ăn một bữa cũng được. Nhưng mà Đức Phật không kêu đệ tử của mình nhịn đói. Nhớ như vậy. Không kêu đệ tử mình nhịn đói. Rồi cái nữa đó,
Là ví dụ như khi mà hành thiền, trong những cái khóa thiền thường là kêu chúng ta sao? Tịnh khẩu. Tịnh khẩu có nghĩa là cái gì? Không nói những gì không cần thiết, ngay cả những cái việc cần thiết thì cũng không có nói nhiều. Chứ không có phải tịnh khẩu là bắt cái gì câm. Trong một lần có ba vị tỳ khưu hành thiền, sau khi mà mãn hạ đó ra lên trình với Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn ngài biết nhưng ngài vẫn hỏi. Ngài hỏi không phải là ngài không biết, ngài biết nhưng mà ngài vẫn hỏi. Ngài hỏi là vì ngài có lý do. Ngài hỏi là mấy ông tu có an lạc hay không. Ba vị này mới nói là bạch Đức Thế Tôn, con tu rất an lạc. Đức Phật hỏi các ông tu như thế nào mà được an lạc, thì những vị này nói đó, tụi con quy định với nhau á, là không có được, suốt cái mùa hạ này tụi con không được lên tiếng, coi như nếu mà cần cái gì á, thì ra dấu kêu gọi, rồi ví dụ như cần đổ nước thì ra dấu để mà đổ nước, rồi cần cái gì đó thì ra dấu với nhau, chứ không được ai mà lên tiếng hết. Thì Đức Thế Tôn nói đây là những cái kẻ khờ dại mà hành theo pháp của người câm. Và Đức Phật quy định trong tạng luật, những vị nào mà hành theo cái phương pháp ngoại đạo, là hành theo cái kiểu của những người câm ấy, là phạm luật. Cho nên cái tịnh khẩu nhiều người họ hiểu nhầm là họ dán cái miệng lại luôn, là không có nói một tiếng nào hết, thì không đúng. Tịnh khẩu có nghĩa là không nói những gì không cần thiết, và ngay cả những cái việc cần thiết thì cũng nói trong một cái chừng mực nào đó thôi. Đó mới gọi là tịnh khẩu. Cho nên ấy, có người nói tu là phải hoàn cảnh nó phải dễ chịu, thì sư Sinh Ca không phải vậy. Nhưng mà có người nói tu là phải chịu đựng, anh tu mà anh đòi sướng là không được. Thực tế những con người đó là những người họ không có đi vào thực hành, họ chỉ nói suông, nói miệng thôi, nói rất là giỏi nhưng mà làm thì không được gì hết. Rồi cái nữa đó là có nhiều vị đó, họ tu, họ nói là tu là phải vô rừng, rồi tu mà xây chùa để làm gì. Nếu mà anh tu, anh thực sự anh có lòng tu thì anh vô rừng anh tu, chứ anh có lòng tu mà anh ở chùa làm gì. Nhưng mà như là cái trường hợp mà ngài Úp Bá Lý, ngài cũng thích ở trong rừng, ngài đi vô khu rừng, ngài thích rừng lắm. Lúc đó ngài là thị giả của Đức Thế Tôn, ngài thích vô rừng, ngài tu lắm. Nhưng mà Đức Thế Tôn nói ông không có vô rừng được đâu, ông nghe lời của Như Lai đi, ông làm thị giả của Như Lai, chứ còn khu rừng này ông vô ông tu không có được. Nhưng mà ngài mê quá, rồi quý vị biết làm một cái chuyện động trời là để cái bát Đức Thế Tôn để ở một bên rồi đi vô rừng tu. Có tưởng tượng được, trời ơi, thầy của trời người ba cõi kêu mình ôm cái bát là tôi coi mình ôm cả đời luôn, không không muốn buông, mà đành đoạn để cái bát qua một bên rồi đi vô rừng tu. Nhưng mà rốt cuộc việc này tu đâu có được, tu không có được, vô rừng tu không được, rồi phải quay về. Cho nên cái việc tu ở trong rừng là tốt, chư Phật ba đời đều khuyến khích vào rừng tu, nhưng mà không phải ai cũng làm được. Vì nhớ ví dụ con voi nó có thể xuống ao sen để nó chơi, nó ăn ngó sen, nó tắm nước sen, nhưng mà cái con thỏ đó mà nó nhảy xuống ao sen nó chết ngay. Có những người họ có thể vào rừng họ tu được, bản lĩnh họ có, bản lĩnh họ vào rừng tu được. Nhưng mà có những người cần phải có đại chúng, cần phải tu ở trong chùa, cần phải có đại chúng, cần phải có huynh đệ dìu dắt để mà tu. Cho nên mình không thể nào mà mình cào bằng được, bắt là mọi người phải như tôi là không được. Rồi điều thứ năm là tránh những cái kẻ mà hung hăng bạo động. Quý vị biết là có những con người này, họ không có được cái gọi là cái sự kiên nhẫn. Mà khi mà mình tiếp xúc với những con người đó thì mình chỉ có thêm phiền thôi. Bởi vì sao? Khi họ không có kiên nhẫn, thứ nhất là họ không có kiên nhẫn để họ nghe, họ không kiên nhẫn để họ nghe mình nói. Và cái thứ hai đó, họ không có kiên nhẫn để họ làm theo cái mà mình muốn họ làm. Ví dụ như bây giờ mình kêu là thôi anh giúp tôi làm cái này làm cái kia, nhưng mà nó không, tôi làm theo ý của tôi.
Trong khi đó công việc á, công việc phải làm có trước có sau, anh này anh nhào vô anh làm cà bét anh làm hết. Thì những con người mà hung hăng mà bạo động như vậy đó, mà mình ở gần họ thì mình sẽ rất khó mà mình có được cái sự an tịnh ở cái nội tâm của mình. Nội tâm của mình nó sẽ xáo trộn theo họ, mình sẽ bị ảnh hưởng theo họ. Cho nên những con người đó nếu nhắm mà không khuyên được, không giúp đỡ được thì tránh ra, tránh họ ra. Bởi vì sao? Mình cần tu tập, cần cái sự an tịnh của nội tâm, cho nên cần phải tránh. Và điều thứ sáu đó là gần gũi với những người có cái thân hành an tịnh. Thân hành an tịnh đây có nghĩa là mình thấy là những con người nhẹ nhàng, thanh tao, làm cái việc nào nó cũng yên ổn. Nhưng mà không có nghĩa là lề mề nha. Quý vị phải phân biệt rõ ràng, cái người mà lề mề nó khác, còn cái người mà làm việc nó nhẹ nhàng, nó lưu loát, đó khác. Và điều thứ bảy đó là thường xuyên suy nghĩ nhiều về cái khinh an giác chi. Cho nên cái khinh an giác chi mình còn gọi là cái tỉnh giác chi. Và mình có tiếp theo là chúng ta có 11 cái phương pháp để mà làm tăng trưởng cái định giác chi. Cái định thì quý vị biết rồi, chúng ta đang học về cái phần định. Thì trong đó chúng ta còn có một cái định giác chi. Thì những cái pháp này đó là sư đã có nhắc ở cái phần trước rồi, thì bây giờ sư chỉ tổng hợp lại thôi. Thì cái này có 11 cái phương pháp để làm cho chúng ta tăng trưởng cái định giác chi. Thứ nhất là làm sạch nội xứ và ngoại xứ. Thế nào là nội xứ? Là cơ thể của mình. Ví dụ như tóc dài quá, ví dụ như móng tay dài quá, ví dụ như người nó mồ hôi, mồ kê, người nó khó chịu, nó rít, rồi nó dơ bẩn, thì cần phải làm sạch. Rồi ngoại xứ là cái gì? Ngoại xứ là y phục của chúng ta nè, ngoại xứ là cái chỗ ở của chúng ta nè, ngoại xứ là cái môi trường xung quanh của chúng ta nè. Nếu như mà nó bừa bộn quá thì cái tâm của chúng ta nó cũng bừa bộn theo. Nếu mà nó dơ bẩn quá thì tâm của chúng ta nó cũng sẽ ô nhiễm theo. Nên chúng ta cần phải vệ sinh cho chính cái cơ thể mình và chính những cái vật dụng trú xứ ở xung quanh. Nó sẽ hỗ trợ chúng ta trong cái việc hành thiền. Rồi tiếp theo nữa là thiện xảo về tướng. Tướng ở đây là những cái niết tá đó. Tợ tướng, sơ tướng, rồi tợ tướng đó gì? Thiện xảo về tướng. Có nghĩa là chúng ta rành rẽ về cái đề mục hành thiền. Chúng ta phải rành rẽ về nó. Ví dụ như chúng ta hiểu cái casino trắng là hành như thế nào, cái sơ tướng của casino trắng, chúng ta phải hiểu cái sơ tướng nó như thế nào, và để chúng ta hành thiền nó dễ dàng, chúng ta không có bị băn khoăn tôi không biết tôi hành như vậy có đúng hay không. Hoặc là chúng ta hành thiền hơi thở thì chúng ta phải biết cái sơ tướng của hơi thở, cái nimitta của hơi thở là cái gì, đó là cái khối hơi thở. Cái khối hơi thở chúng ta có thể định được ở trên đó, nó là cái nimitta của hơi thở. Rồi cái thứ ba đó là chúng ta phải quân bình các căn. Cái quân bình các căn này thì chúng ta đã học rồi, là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Nên khi hành thiền chúng ta phải biết là có những lúc mà cái tính của chúng ta, cái niềm tin, cái đức tin đó, nó trội quá, nó lấn át cái trí tuệ, thì chúng ta phải dùng cái trí tuệ để chúng ta cân bằng. Hoặc là khi mà cái tấn, cái tinh tấn của mình nó trội quá thì chúng ta phải dùng cái định để chúng ta cân bằng. Hoặc khi mà cái định chúng ta nó trội quá, nó làm cho chúng ta buồn ngủ, nó làm cho chúng ta hôn trầm, thì chúng ta phải dùng cái tấn để chúng ta cân bằng. Còn cái niệm ấy, luôn luôn không bao giờ thừa. Niệm là không bao giờ thừa. Và điều thứ tư là chế ngự tâm khi cần chế ngự. Thế nào là chế ngự tâm khi cần chế ngự? Có nghĩa là khi chúng ta hành thiền thì cái mà chúng ta đối diện đó chính là năm truyền. Năm truyền là cái gì? Tham, sân, hoài nghi, hôn trầm, trạo hối. Khi mà chúng ta đối diện với năm cái truyền này đó
thì chúng ta phải có cái cách để mà chúng ta chế ngự nó. Ví dụ như tham, nhiều lúc hành thiền mà đói quá, thì có một lần sư kể quý vị rồi đó, có lần khi hành thiền ấy, mà cái cơ thể nó đói đấy, quý vị biết là cái đề mục thiền ấy, cái khối hơi thở nó tự nhiên nó biến hình thành những cái sợi mì. Rồi khi mà sư bỏ nó, sư bắt đầu là sư lặp lại cái niết bàn, là tự nhiên nó không thành cái sợi mì nữa, nó thành cái nấm. Và tới hồi mà sư bỏ nó không thành cái nấm nữa, nó thành một cái món ăn khác. Nó cứ như vậy suốt cái thời hành thiền, cái đề mục thiền của mình nó toàn biến thành món ăn thôi. Cho nên mình phải có cách để mà mình giải quyết nó, có nghĩa là mình phải chế ngự. Còn chế ngự bằng cách nào? Chế ngự bằng cái cách là lúc đó đó niệm sự chết. Ví dụ như tại vì lúc đó là sư không thể tập trung vào đề mục thiền nữa, tại vì đề mục thiền tự nhiên nó có biến thành đồ ăn thôi, cho nên là không thể tập trung vào đề mục thiền được. Thì khi đó là sư niệm cái sự chết, niệm như thế nào? Nói là mình có thể chết bất cứ lúc nào. Bây giờ khi mà mình đang ngồi thiền ở đây nè, một cái cơn gió mà nó độc nó thổi qua cái là mình có thể mình trúng gió mình chết. Hoặc là bây giờ cái con gì đó mà nó bò tới đây nó cắn mình cái mình cũng có thể chết. Hoặc là bây giờ mình đang ngồi ở đây nè, tự nhiên là cái chánh điện nó sập xuống, ai biết được, nó mình cũng có thể chết. Cho nên nghĩ mình có thể chết bất cứ lúc nào, tự nhiên cái sự sợ chết đó, nó rõ cái sự sợ chết, nghĩ về cái chết nó thúc đẩy mình, nó sẽ làm cho mình tỉnh, mình tăng cường cái sự tinh tấn để mà mình vượt qua cái tâm tham vào lúc đó. Hoặc là đó, có những lúc mình hành thiền mà cái tham dục mình nổi lên, mình nghĩ về cái người khác phái, thì khi đó có những lúc cái đề mục thiền nó không giúp được mình, thì mình phải có cách mình chế ngự. Chế ngự bằng cách gì? Có rất nhiều cách. Ví dụ như quán bất tịnh. Ví dụ như mình nhìn thấy cái cơ thể này nó toàn là cái da, rồi nó bao bọc lại ở trong chứa toàn là những cái chất thải không à. Rồi nó gồm có cái gì? Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, mật, đàm, tim, gan, mủ, máu, mồ hôi, phẫn, nước tiểu. Không có cái gì là đẹp hết. Nếu mà chia ra không có cái gì là đẹp hết. Nhưng mà có những lúc tham dục mình nó mạnh tới cái mức độ mà bất kỳ một cái bộ phận nào mình cũng thấy nó đẹp. Quý vị biết là một cái nhà nghiên cứu mà về cái gọi là cái tình dục học ấy của ở bên Mỹ đó, họ nói là bất kỳ một cái bộ phận nào của người nữ đều có thể trở thành biểu tượng tình dục được hết. Cho nên có những con người đó họ quán 32 thể trược như vậy đó, họ không có, vẫn chưa kiểm soát được, thì như vậy mình phải quán cái khác, chuyển qua cái khác, quán tử thi chẳng hạn. Ví dụ như mình nghĩ cái con người này bắt đầu nó chết rồi, nó lạnh rồi đó, là mình ớn rồi, bắt đầu nó chết đâu phải là nó còn nguyên cái cơ thể như vậy đâu, bắt đầu nó sình lên, nó ương, nó thúi, nó chảy nước vàng, nó chảy rồi, bắt đầu là cơ thể, quý vị biết là những con người khi mà chết bắt đầu nó trương sình ra đó, nó đâu còn đẹp nữa đâu. Thật sự khi mình nhìn nó giống như là một cái bong bóng vậy đó, bong bong bóng mà bằng xác người đó, mình cứ tưởng tượng như mình chọt nó một cái khi nó nổ không chừng, mình nhìn rất là ớn. Thì như vậy thì nó cũng sẽ kiểm soát được cái tham dục của mình. Hoặc là mình quán cái vô thường. Ví dụ như cái con người này nè, mình lỡ mình rước cái bà này về, mình rước cái ông này về đó, bắt đầu là 10 năm sau, 20 năm sau, bắt đầu cái gì nó xài nó cũng có hạn sử dụng hết ấy. Rồi tới cái lúc đó đó, rồi nó nhăn nheo, rồi nó chảy xệ, rồi nó bắt đầu nó già, mà đâu có phải là cưới nhau về nó còn anh em là ngọt xớt như hồi nào đâu. Bắt đầu là ông tôi, rồi tệ nữa bắt đầu mày tao đó, rồi mà mình vẫn phải chịu cái con người đó.
Rồi nếu như mà lỡ mà vẫn tiếp tục cái cuộc hôn nhân đó cho tới lúc mình già đó, thì cái cơ thể người già thì quý vị biết rồi, nó đâu có còn cái gì nó hấp dẫn nữa đâu, thì tự nhiên lúc đó mình rất dễ nguội lạnh. Và sư cũng có một cái cách, một cái kinh nghiệm khi mà đối diện với một cái người nữ mà đẹp ấy, là thường khi mà sư thấy một người nữ đẹp thì sư liên tưởng tới một cái người già, ví dụ như mẹ của cổ hoặc bà của cổ, là tự nhiên mình ớn. Thì nó cũng là một cách. Cho nên ấy, có rất nhiều cách để đối trị với cái tham dục. Thì đó cũng là chế ngự tâm khi cần chế ngự. Rồi khi mà cái sân nó nổi lên, ví dụ như mình ngồi, mình bắt đầu mình bực bội, mình khó chịu, mình nóng nảy, hết bực người này tới bực người kia, bực chính mình, và bắt đầu là bực luôn cả những cái huynh đệ xung quanh cùng tu với mình, thì khi đó mình phải rải tâm từ. Đương nhiên có rất nhiều cách, nhưng mà một trong số những cách hiệu quả là mình rải tâm từ. Có nghĩa là sao? Quán họ như là con ruột của mình. Thôi thì nó giống như là những cái đứa con hư, những cái đứa trẻ hư, thì mình thương nó thôi. Con mà nó hư mình như thế nào thì mình cũng chịu đựng nó, không lẽ giờ mình đâm ra mình giết nó hay sao? Đúng không? Hoặc là mình đối với họ bằng một cái tâm xả. Đó. Là thôi thì mỗi người có nghiệp của họ. Anh gây ác nghiệp thì tự anh trả nghiệp của anh, tôi mắc mớ thì tôi phải cộng nghiệp với anh. Nó cũng là một cách. Rồi có khi là mình, cái khi một cái hoài nghi nó lên, bắt đầu mình nghi ngờ, không biết là cái phương pháp tu tập của tôi nó có đúng hay không, rồi không biết ông thầy dạy thiền của tôi ông dạy có đúng hay không, rồi không biết là tôi hành trì như thế này là hành trì có đúng hay không, rồi không biết là Phật có thiệt hay không, rồi kinh có thiệt hay không. Đó, bắt đầu là nghi, nó nghi ngờ đủ thứ hết. Thì khi mà hoài nghi như vậy, mình phải chế ngự nó. Chế ngự bằng cách nào? Thứ nhất là tìm hiểu, mở kinh ra, mở luật ra, mở những cái tài liệu tham khảo ra, để mình đối chiếu, mình xem coi cái phương pháp mình như vậy đó nó có trong kinh hay không, rồi cái phương pháp ông thầy dạy đó có trong kinh hay không, trong kinh cụ thể bài kinh nào nói như thế nào, mình tìm hiểu cho nó rành rẽ, nó rạch rồi, để ra coi nó như thế nào, để nó trừ đi cái hoài nghi. Cho nên thứ nhất là tìm cho nó tới nơi tới chốn, khi có hoài nghi là phải tìm cho tới nơi tới chốn, phân tích cho ra thì thôi. Cái thứ hai đó là để qua một bên, có nghĩa là không nghĩ tới nó nữa. Giả sử cái chuyện đó mình tìm hoài không ra, thôi để qua một bên. Ví dụ như không biết Phật trông ra làm sao, 32 tướng tốt không biết trong kinh miêu tả gì, chứ còn thực sự Phật trông ra làm sao, không lẽ bây giờ mình cứ thắc mắc hoài như vậy sao? Cho nên những cái trường hợp như vậy để qua một bên. Chừng nào quý vị chứng thánh là tự nhiên mình biết, hoặc là chừng nào mình lên cõi trời tự nhiên mình biết, còn bây giờ không biết để qua một bên. Rồi hoặc là khi mình hôn trầm, khi buồn ngủ, thì mình cũng có những cái cách để mà mình kiểm soát nó. Cái cách đơn giản nhất là đổi tư thế, chẳng hạn như đang ngồi mà buồn ngủ đứng dậy đi, đó là cách hiệu quả nhất. Hoặc là những lúc mà mình giả dự mình ngồi cứ gục lên gục xuống cờ gật, trong khi đó ở trên đó Phật không nói tiếng nào, mình cứ ngồi với mình gật gà gật gù, thì khi đó đó mình cần phải thúc đẩy cái sự tinh tấn của mình bằng cách gì? Nghĩ tới cái tinh tấn giác chi, quý vị biết rồi, nghĩ tới những cái cảnh giới xa đọa. Bây giờ mình ngồi như vậy, mình ngủ gà ngủ gật tới hồi chết rồi, làm cái con này con kia thì nó uổng biết chừng nào, bỏ phí cái đời tu. Đó cũng là một cách để mà chúng ta kiểm soát cái tâm khi mà cần kiểm soát. Rồi khi chúng ta trạo hối đó, trạo hối có nghĩa là sao? Trạo cử và hối quá, nhiều tâm không yên mà thân cũng không yên, thì mình phải xem xét coi mình có trong sạch cái giới hay không, cái giới hạnh của mình có trong sạch hay không. Bởi vì khi cái giới hạnh mình không trong sạch ấy, mình sẽ phát sanh trạo cử, mình hối hận. Hối hận không biết sao mà tại sao hồi xưa mình làm cái chuyện này, rồi tại sao hồi xưa mình không làm cái chuyện này mà để bây giờ cái chuyện này nó xảy ra. Bắt đầu mình hối hận đủ thứ trên trời dưới đất hết. Thì khi mà cái giới hạnh mình không trong sạch như vậy, thì mình phải
đi sám hối, xin giới trở lại. Nếu như mà tại nếu mà người cư sĩ thì quý vị có thể xin giới trở lại, còn nếu tỳ khưu với nhau thì có thể sám hối với nhau. Rồi cái nữa đó là xem xét coi coi là mình có lỡ hứa cái gì mình chưa có làm hay không. Nhiều lúc mình lỡ mình hứa cái chuyện gì đó rồi mình không làm á, rồi tới hồi mình ngồi bắt đầu mình ngồi không có yên. Hoặc là tiếp theo, hoặc là mình coi coi là mình, cơ thể của mình ấy nó có bệnh gì hay không. Ngay cả như quý vị đi Miến Điện cũng vậy thôi, nếu như mà cơ thể quý vị có bệnh mà quý vị lên quý vị trình vị thiền sư thì vị thiền sư cũng kêu quý vị là thôi đi chữa bệnh đi. Chứ nhiều lúc mình đã có bệnh rồi thì mình không thể nào mà mình ráng mình cương với nó được, mình phải ráng mình chữa căn bệnh của mình. Cho nên chúng ta cần phải chế ngự, khi chúng ta cần chế ngự. Rồi như thế nào nữa? Tu tập khi cần tu tập. Có nghĩa là sao? Thường xuyên chánh niệm tỉnh giác. Tranh thủ mọi lúc mọi nơi, mọi cái thời điểm đều là lúc để mà mình tu tập. Mình không có cái lý do gì để mà mình thất niệm hết. Quý vị biết cái tâm của mình nó ngộ lắm. Cái lúc á, mà mình bỏ rơi nó, mình không có kiểm soát nó, không có tu tập nó đó, là bắt đầu nó chạy theo đủ thứ trên trời dưới đất. Nó chạy theo cái nó thích, nó chạy theo cái nó ghét. Rồi bắt đầu là mình sống theo bản năng. Lúc đó tâm thiện nó ít mà tâm bất thiện nó nhiều. Do mình không có tu tập tâm, không có rèn luyện cái tâm. Cho nên đừng có nói là bây giờ tôi đang bận. Ngay cả như khi mà quý vị làm việc đi chăng nữa, quý vị vẫn có thể chánh niệm như thường. Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng nhớ đến cái đề mục thiền của mình. Còn nếu như mà quý vị lái xe thì thôi, lái xe thì tập trung vào cái việc lái xe. Rồi cái việc tu tập này đó, này còn có nghĩa là mình phải rành rẽ về những cái đề mục thiền như hồi nãy sư đã nói đó. Có nghĩa là sao? Có những lúc mình cần phải tu tập tâm từ. Đối với trường hợp mà nó gặp cái sân, lúc mình khó chịu quá, mình sân với người ta thì mình phải tu tập cái tâm từ. Hoặc là những cái lúc mà mình lười biếng, mình giải đãi thì có thể là mình tu tập những cái phương pháp mà nó tăng trưởng cái niềm tin, chẳng hạn như niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên. Hoặc là có những cái trường hợp ấy, mà mình cảm thấy cái tham mình nó tăng trưởng thì mình có thể mình niệm xả, hoặc là mình có thể là mình niệm bất tịnh, tùy cái tham mình ở cái tham nào. Và quý vị nhớ, nếu như mà chúng ta biết thương chính chúng ta đó thì chúng ta phải biết dành thời gian cho mình. Một ngày ấy, mình sống cho thiên hạ quá nhiều rồi. Mình sống vì người này, sống vì người kia. Nhưng có bao nhiêu người trong số chúng ta biết sống cho chính mình? Sống cho chính mình là sao? Biết sống chánh niệm. Nhớ tới cái đề mục thiền của quý vị mà hành thiền. Tốt nhất là mình hành thiền từ sáng cho tới tối. Nhưng nếu như không được như vậy thì mình rảnh lúc nào phải hành thiền. Lúc đó có nhiều người rảnh không biết làm gì, mở điện thoại ra lướt Facebook. Rảnh không biết làm gì, mở điện thoại ra chơi game. Rảnh không biết làm gì, mở tivi ra coi phim. Trong khi đó, những cái giờ phút đó quý vị hoàn toàn có thể tập trung vào đề mục thiền của mình. Ví dụ như mình ngồi mình chờ xếp hàng chẳng hạn, thì cái giờ phút đó mình không làm gì hết, mình có thể tiếp tục tập trung vào đề mục thiền. Hoặc là vào cái giờ phút mà mình chờ đi khám bệnh chẳng hạn, mình chờ lấy số rồi chờ bác sĩ gọi, thì những cái giờ phút đó mình rảnh rỗi làm cái gì? Tập trung vào đề mục thiền. Nếu như mà mình biết thương mình, mình có thể tận dụng bất kỳ cái lúc nào đều là cái giờ phút để mà mình hành thiền được hết. Rồi điều thứ sáu đó là khích lệ cái tâm lười biếng bằng tín và niệm sự chết. Ví dụ những cái lúc mình lười biếng thì khích lệ nó. Cái này là sư đã nói ở cái đề mục cái phần trước rồi, có nghĩa là sao? Khích lệ bằng cái tín là bằng cái gì? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, niệm Niết Bàn. Khi chúng ta niệm như vậy thì chúng ta tăng trưởng cái tín tâm để mà khích lệ mình. Đức Phật, ba đời chư Phật đã làm như vậy, và chúng ta là những con người đi theo Phật, chúng ta cũng làm như vậy để chúng ta bước theo cái con đường của Ngài, đi đến cái con đường chứng thánh, tăng trưởng cái niềm tin. Hoặc là có những lúc mình lười biếng quá thì niệm cái sự chết, nghĩ mình có thể chết bất kỳ lúc nào. Chẳng hạn bây giờ mình đang ngồi ở đây này, một cơn gió nó thổi qua cũng có thể khiến cho mình chết.
hoặc là tự nhiên ấy, máu nó đang lưu thông, tự nhiên nó bị nghẽn ở cái chỗ nào đó, là tự nhiên mình bị đột quỵ, mình cũng có thể chết. Hoặc là bây giờ một cái con gì đó như con rắn chẳng hạn, nó có thể bò tới đây, nó cắn mình cũng có thể chết. Hoặc là nhiều lúc chùa xây lâu quá rồi, mình leo lên như thế nào không biết, là tự nhiên cái vôi rửa trên trần nó rớt xuống, mình cũng chết. Hoặc tự nhiên nó sụp xuống, mình cũng chết. Bất kỳ lúc nào mình cũng có thể chết. Thường xuyên niệm sự chết như vậy. Rồi khi mình đi đường, cây nó cũng có thể nó ngã, nó đè mình chết. Hoặc là những cái bất toàn, bất trắc trong cuộc sống đều có thể khiến cho mình mất đi cái sinh mạng này. Cái tuổi thọ rất là mong manh, cuộc sống rất là khó níu giữ. Mình có thể chết bất kỳ lúc nào. Khi mà chúng ta cứ niệm chết, 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 chúng ta hiểu chúng ta có thể chết bất kỳ lúc nào, thì tự nhiên những cái thứ xung quanh của mình bỏ được hết, bỏ được hết. Tài sản đâu có giúp được gì mình đâu. Rồi thân bằng quyến thuộc đâu có giúp gì mình đâu. Bây giờ mình chỉ có thể nương tựa vào cái đề mục thiền của mình để thoát ly cái vòng sanh tử. Chỉ còn mỗi một cách đó thôi. Cho nên những cái lúc mình giải đãi, mình lười biếng, mình phải niệm như vậy. Niệm sự chết còn là một kiểu để mà chúng ta hiểu bây giờ mình sống như vậy nè. Mình chết rồi mình đi về đâu? Đức Phật đã nói đó, cái người chết rồi mà đi xuống nó nhiều như lông bò, mà cái người chết mà được đi lên về cõi người cõi trời nó ít như sừng bò. Như vậy đó, mình ra ngoài mình mua vé số đó, cái xác suất mình trúng độc đắc nó còn lớn hơn là cái chuyện mình chết rồi mình được đi về cõi người cõi trời. Như vậy mình tu theo cái kiểu như vậy nè, mình chết rồi mình đi đâu? Mình tu theo cái kiểu như vậy nè, rồi bây giờ đó tối rồi đó, lỡ mà mình hấp hối đó, có kịp kêu chư tăng tới tụng kinh không? Mà lỡ mà chư tăng tới tụng như vậy đó, mà mình sống cái kiểu như vậy đó, tụng có siêu nổi hay không thì nó là một cái chấm hỏi. Có những con người đó quý vị, khi mà sư tới sư gặp ấy, sư nghĩ là cái con người này không khỏi tụng họ cũng có thể họ đi lên. Tại vì sao? Họ chết đẹp quá. Họ chết mà họ yên ổn quá, họ chết bằng cái niềm tin. Họ chết rất là nhẹ nhàng thì sư nghĩ con người đó chắc cũng khỏi cầu siêu. Họ có thể họ siêu độ cho chính bản thân họ rồi. Còn có những con người đó, thấy họ chết nó đau khổ quá. Họ chết mà họ chết trong cái sự nuối tiếc, họ chết mà cái giới của họ nó ô nhiễm. Chết trong cái chuyện họ không tu tập, họ không biết cái gì hết. Chết đau đớn quằn quại, suy nghĩ cái con người này chắc họ cũng khỏi cầu siêu. Tại vì sao? Khỏi cầu, họ siêu đâu có được đâu mà cầu. Mà không lẽ bây giờ mà cứ đụng đâu, cứ hở miệng ra là nói tôi không tin cầu siêu thì ai nuôi với ông sư? Chứ còn sự thật là có những con người đó, bản thân họ khi còn sống họ không biết siêu độ cho chính mình thì mấy sư chịu chết, không cách nào mà cầu siêu được. Niệm chết là niệm như vậy đó thưa quý vị. Niệm coi là bây giờ cái con người của mình đây nè, mình tu như cái kiểu này, mình chết rồi mình đi đâu? Nhờ như vậy mình có được cái sự nỗ lực tinh tấn. Rồi tiếp theo á, là nhìn mọi việc xảy ra với cái thái độ buông xả. Cái xả đó nó khác với cái xả vô lượng tâm. Bởi vì cái xả vô lượng tâm ấy, cái đối tượng là chúng sanh. Đối tượng là một con người còn sống, hoặc là một cái con nào đó còn sống. Còn cái buông xả ở đây đó là buông xả với tất cả các pháp. Cho nên sống mà mình có thể mình buông được tất cả mọi thứ là tốt. Nhưng mà cái việc buông xả đó nó có hai bước. Bước đầu tiên ấy, là mình phải học buông xả hết những cái bất thiện, buông xả hết những cái nó trói buộc mình, nó làm cho mình dính mắc. Mình phải buông xả nó trước. Rồi sau đó đó, khi mà quý vị chứng thánh rồi đó, thì khi đó mình mới làm tiếp cái bước thứ hai. Mà thực tế khi quý vị chứng thánh, tự nhiên mình làm được chứ không cần phải cố gắng làm gì. Đó là sao? Buông xả luôn cả những cái thiện. Có nghĩa là khi một vị mà chứng thánh rồi đó, những hành động vị đó làm không mang lại nhân quả nữa. Cái tâm của vị đó là tâm tố. Tâm của một vị A-la-hán, tâm là tâm tố. Vị đó có thể làm thiện, nhưng mà
cái thiện của vị đó đó nó không mang lại cái quả báo. Cho nên đối với một vị đó không còn cái gọi là thiện hay bất thiện nữa. Cái bất thiện vị đó chắc chắn không làm rồi, nhưng mà cái thiện cái nhiều lúc vị đó cũng không cần làm luôn. Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện của cảnh giới một vị A-la-hán. Còn mình ấy, tốt nhất đầu tiên là phải xả bỏ đối với những cái bất thiện, những cái mình dính mắc mình, ví dụ như tham, sân, si, hôn trầm, trạo cử, hoài nghi. Đó, những cái đó là những cái mình bỏ. Quý vị bỏ nó trước đi cái đã, rồi tới khi mà quý vị chứng thánh ấy, tính sao. Tới đó là tự nhiên cái gì tới nó tới. Chứ còn bây giờ mình cứ nghĩ là thôi bỏ hết, cái thiện cũng bỏ luôn, cái bất thiện nó, bất thiện thì mình chưa có bỏ, mà cái thiện mình lâu mình bỏ trước rồi là tầm bậy. Tôi thấy nhiều người kêu bố thí đi thôi. Trời ơi, bố thí làm gì đó, bây giờ tôi buông, tôi bỏ hết, tôi khỏi bố thí. Rồi kêu giữ giới đi thôi, khỏi giữ giới làm gì bây giờ. Giữ giới, cái bất thiện nó bỏ, cái thiện nó cũng bỏ luôn. Giữ giới là chấp, giữ giới là chấp. Cho nên là họ nói là thôi khỏi giữ giới. Trong khi đó họ sống phá giới, sống như cái gì đó. Mà họ, cái pháp bất thiện họ chưa bỏ, họ lo họ bỏ thiện pháp trước. Thì cái đó là đi ngược. Nhớ như vậy. Rồi điều thứ 8 đó là tránh những cái con người mà không có tu tập định tâm. Những con người này không nhất thiết là phải xấu nha, gì nhớ. Những con người không có tu tập định đó, không nhất thiết phải xấu. Ví dụ như họ thích bố thí, họ là những con người thích làm từ thiện, họ chẳng qua là họ không thích tu tập đề mục thiền thôi, họ không có xấu. Hoặc là họ những con người thích làm công quả, họ thích làm trợ giúp người nghèo, giúp người này giúp người kia, rồi giúp chùa, giúp này giúp nọ, nhưng mà giúp thì giúp chứ thiền thì không. Rồi có những người đó họ học đạo học rất là tốt, nhưng mà kêu họ hành thiền họ không hành thiền. Thì những con người như vậy mình ít tiếp xúc trong cái giai đoạn mình cần hành thiền. Bởi vì sao? Họ có đủ thứ lý do để họ réo gọi mình đi theo họ. Rồi điều thứ 9 là gần gũi với những người nỗ lực tu tập thiền định. Rồi điều thứ 10 là ôm lại những cái tầng thiền mà mình đã chứng đắc. Ôm lại những cái tầng thiền mà mình đã chứng đắc. Ví dụ như mình chứng sơ thiền thì mình nhập sơ thiền, chứng nhị thiền nhập nhị thiền, chứng tam thiền nhập tam thiền, thì cái đó thôi để qua một bên. Tại ngồi ở đây chưa có ai chứng gì hết. Nếu chứng chắc gì không ngồi ở đây đâu. Đó. Thì nhưng mà ghi thì cũng phải ghi cho nó đủ. Và điều thứ 11 á, là nỗ lực quyết tâm đối với thiền định. Quý vị phải hiểu là khi mà chúng ta hành thiền ấy, nó là cái cứu cánh duy nhất của chúng ta. Cho nên Đức Phật nói là tứ niệm xứ là con đường duy nhất dẫn đến Niết Bàn. Quý vị có tu tập thất giác chi hay quý vị có tu tập bát chánh đạo, thì cái con đường mà hành trì của chúng ta nó không thể nào nó tránh khỏi cái việc hành thiền. Nếu mà mình nói là có cái phương pháp tu tập nào đó mà nó tránh đi cái việc hành thiền thì coi chừng là chúng ta đi lạc được. Nhớ như vậy nè. Nó có ba hạng chúng sanh. Nó có ba hạng chúng sanh. Đức Phật nói có ba hạng, nhưng mà theo chú giải là có bốn hạng. Hạng thứ nhất là Ukkhati Tanyu. Hình như là rồi Vipati Tanyu. Hai cái hạng đầu. Một hạng ấy, là nói một câu là chứng đắc. Ví dụ như trường hợp Ngài Xá Lợi Phất, Ngài nói một câu là chứng đắc. Rồi có một hạng thứ hai đó là Đức Phật phải nói trọn vẹn cái bài pháp mới chứng đắc. Thì hai cái hạng này đó, thưa quý vị, khi mà nói xong hết một câu hoặc hết một cái bài pháp mà chứng đắc ấy, thì nếu như mình là thuộc cái hạng này là mình sanh vào cái thời Đức Phật rồi, mình không sanh vào thời này đâu. Hai hạng này vào cái thời này sau khi Đức Phật đã nhập diệt hơn cỡ 2600 năm rồi, không còn nữa. Bây giờ mình chỉ còn lại cái hạng thứ ba nè, nay vô. Có nghĩa là sao? Đó là cái hạng mà sau khi mà nghe pháp
phải nỗ lực hành trì theo tuần tự thứ lớp thì mới có khả năng chứng đắc. Rồi theo chú giải thì còn một hạng nữa, đó là hạng Padaparamo, có nghĩa là cho dù có nỗ lực như thế nào đi nữa thì cũng không chứng đắc gì hết. Nhưng mà Đức Phật chỉ đề cập tới ba hạng đầu, chứ Đức Phật không đề cập tới hạng thứ tư. Bởi vì sao? Vì Ngài luôn có cái lòng khuyến khích chúng ta đó nỗ lực tu. Mỗi người trong số chúng ta đều có cơ hội để chúng ta chứng thánh hết. Ngay cả trong cái thời mạt pháp này, nếu như quý vị nỗ lực tu tập đúng đắn với một cái chừng mực đúng đắn thì quý vị đều có khả năng chứng đắc hết. Chỉ trừ khi chúng ta có cái nguyện nó cao quá. Chẳng hạn như mình nguyện thành một vị chánh đẳng giác, hoặc mình nguyện thành một cái vị đại thinh văn, thì có khi cái nguyện nó cao quá thì mình cần phải vun bồi ba la mật nhiều hơn. Chứ nếu như cái nguyện của mình ít thôi thì mình vẫn có thể chứng đắc ngay trong đời này. Đức Phật vẫn luôn khuyến khích. Đạo Phật là cái đạo để quý vị tu tập ngay trong đời này, chứ không phải là một cái đạo mà hứa hẹn ở cái đời sau kiếp khác. Chỉ trừ khi mình nỗ lực không đủ, ba la mật mình thiếu, rồi mình bỏ nó đi thì nó uổng phí. Lúc đó là mình thành cái hạng là Padaparamo, có nghĩa là không được gì hết. Giỏi lắm là theo cái hạng mà thuộc lòng kinh điển, thông thuộc kiểu thế gian thôi, chứ còn không có chứng đắc gì hết. Cho nên quý vị nhớ, Đức Phật vẫn luôn luôn khuyến khích chúng ta tu tập nỗ lực để có khả năng chứng đắc trong đời này. Quý vị phải có được cái sự nhàm chán trong cái dòng sanh tử. Như Đức Phật nói đó, một chút phân ở trên cái móng tay đó cũng là đáng nhòm gớm, đáng phải bỏ đi, dù nó chỉ là một chút phân thôi. Cũng vậy, cái dòng sanh tử luân hồi đó, dù chỉ còn một chút luân hồi thì nó cũng là cái đáng để nhòm gớm, đáng để bỏ đi. Không có lý do gì mà mình còn ham mê cái dòng sanh tử hết. Cho nên khi mỗi vị nỗ lực tu tập đúng mức, chán sợ cái dòng sanh tử luân hồi thì quý vị hoàn toàn có khả năng chứng đắc ngay trong đời này. Rồi, thì trong cái phạm vi bài học này đó, bây giờ quý vị có ai có cái câu hỏi nào hay không? Con kính thưa sư, nãy sư có nói là một vị tỳ kheo ni mà không được ngồi kiết già, là con muốn hỏi tại sao? Tại vì theo tầng luật ấy, là có cái nguyên nhân mà có cái luật nó là như vậy nè, là có một vị tỳ kheo đó, khi vị đó ngồi kiết già đó thì hai cái lòng bàn chân nó có những cái sự tiếp xúc, nó có những cái xúc chạm đó, nó làm cho cái dục nó khởi lên. Và khi mà vị này trình lại đó thì Đức Thế Tôn mới đưa ra một cái điều học là vị tỳ kheo ni thì không được ngồi kiết già. Cái này thì cô có thể đọc ở trong tiểu phẩm, tầng luật tiểu phẩm, cái phần mà tỳ kheo ni, thì cô có thể tìm thấy cái đoạn mà sư vừa mới nói. Dạ mô Phật, cho con hỏi sư một câu sư. Tại trong cái phần thứ 10 có ghi lại, ôn lại những cái tầng thiền đã chứng á, thì bên ngoài á, người ta ưa đồn với nhau rằng á, là những người mà khi mà tu thiền đó mà kể ra cái kết quả thành tựu của mình á, thì tự động cái chứng đắc những cái thành tựu của họ sẽ biến mất luôn luôn. Thì cái này là có vẻ như gọi là tin đồn hay là nó đã chứng thực trong thực tế? Dạ con cảm ơn sư. Thì hai cái này nó không liên quan tới nhau hết. Cái việc mà ôm lại tức là mình tự mình ôm lại thôi. Ví dụ như tôi có một chiếc xe thì tôi ôm, tôi nhớ là tôi có một chiếc xe, rồi tôi có một ngôi nhà, rồi tôi có một bà vợ, tôi có bốn đứa con, nó đang nheo nhóc ở nhà. Cái nhớ đó tôi đâu cần phải kể cho ai đâu, đúng không? Cũng vậy, khi mà mình nhớ lại những cái tầng thiền của mình, mình ôm lại những cái tầng thiền. Ví dụ như sư ví dụ ha, chứ sư không có nói sư. Ví dụ một người bị đó, tôi chứng sơ thiền, bắt đầu ôm lại họ nhập về sơ thiền, tôi chứng nhị thiền, tôi chứng tam thiền, tôi chứng tứ thiền. Họ nhớ lại, họ nhớ lại những cái sở chứng sở đắc của họ, nhớ lại, họ ôm lại những cái đó, và họ bắt đầu họ tuần tự họ nhập về những cái đề mục đó.
mà trong gọi là cái phản, cái trí phản kháng, phản kháng không có g nha, có nghĩa là xem lại cái trí mình, xem lại những cái mà mình, cái gì mình đã chứng rồi đó, thì cái này là cái trí của bậc thánh, thánh từ sơ quả cho lên, thì vì đó xem lại những cái gì vì đó đã chứng đắc. Ví dụ như tôi đã chứng sơ quả, tôi đã chứng nhị quả, tôi đã chứng tam quả, tôi đã chứng tứ quả, rồi vì đó có thể vì đó xem lại là còn cái phiền não gì mà tôi còn chưa có diệt. Ví dụ như là tôi còn cái những cái phiền não mà một vị Tu Đà Quần chưa có diệt, tôi còn những cái phiền não một vị A-na-hàm chưa có diệt, rồi khi mà chứng A-la-hán rồi thì không còn cái đó nữa. Nhưng mà một vị phàm ấy, thì vị đó có thể xem coi là tôi đã chứng những cái tầng thiền nào, và tôi còn những cái phiền não nào mà tôi cần phải trừ diệt để mà tôi tiến xa hơn trên cái con đường tu tập. Nên cái đấy là một cái phần khác. Rồi còn cái chuyện mà người ta đồn thổi với nhau, cái chuyện là khi mà tôi tu mà có chứng đắc gì thì không có nên mà show ra, có nghĩa là không có nên mà trình bày ra cho người khác biết. Nó có cái việc y cứ như thế này nè. Theo luật, một vị tỳ khưu không được công bố, không được nói ra những cái sở chứng, sở đắc của vị đó đối với người chưa phải là tỳ khưu. Ví dụ như tỳ khưu với nhau, bạn đạo với nhau, vị đó có thể tuyên bố là vị đó chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, chứng sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Nhưng mà đối với khi mà gặp cư sĩ đó, vị đó cho dù vị đó có chứng thiệt thì vị đó cũng không được nói, nếu nói là phạm giới. Rồi còn hàng cư sĩ đó thì không có ai, không có một cái giới luật nào mà quy định cấm cư sĩ nói hết. Nếu như mà quý vị chứng thiệt, xin nói chứng thiệt, quý vị nói quý vị chứng thiệt, không ai cấm hết. Nhưng mà đó, đa phần là mình nhầm lẫn, mình không có chứng, mình tưởng là mình chứng. Cái chuyện này là có nhiều nhất. Rồi cái nữa đó, quý vị nhớ như vậy nè. Khi mà quý vị chứng sơ thiền là tối thiểu là tự nhiên năm truyền cái nó đè bẹp, nó giống như là đá nó đè cỏ đó. Là tự nhiên cái sơ thiền quý vị đó, nó sẽ đè hết năm cái truyền cái này. Năm truyền cái là cái gì? Tham, sân, hoài nghi, hôn trầm, trạo hối. Mà thử nghĩ mình ngồi thiền còn gục lên gục xuống, mà nói mình chứng thiền là chứng cái chỗ nào? Ngồi thiền mà còn thích khoe là chứng, là chứng ở cái chỗ nào? Cái thích khoe đó phải là cái tham không? Thích khoe mà ngồi thiền mà mình còn lướt Facebook mà mình, thì cái chứng là chứng cái chỗ nào mà sư cứ lạ là người ta cứ đi ra ngoài người ta khoe là tôi chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, mà cứ leo lên Facebook ầm ầm rồi selfie rồi tùm lum la mà kêu họ chứng thiền, thì tôi sư rất là hoài nghi. Bởi vì rõ ràng khi họ chứng thiền là năm cái truyền cái đó nó phải lắng xuống, họ đè bẹp không còn. Rồi cho nên sư mới nói là không, người ta đó, cho nên là mới để ra một cái là có những vị họ khuyên là nếu như mà mình có chứng cái gì đó, thôi đừng có khoe, đừng có đem khoe. Tại vì thực tế cái mà quý vị khoe đó là quý vị không có chứng gì hết. Nếu quý vị đem khoe là quý vị không có chứng thực sự. Còn cái người mà chứng là họ không muốn khoe. Cái đáng để khoe là cái không muốn khoe. Còn khi mà mình muốn mình khoe đó là mình không có cái gì để mình khoe hết. Cho nên là cũng có lý khi mà nói là những cái sở chứng sở đắc thôi đừng có nói. Tại có đâu mà nói. Thực sự nếu mình muốn nói là mình không có gì hết để mình nói. Còn nếu gì có chứng là mình không muốn nói. Sự thật nó là như vậy. Sự lặp lại ha. Khi mình có chứng đắc, cho dù là chứng sơ thiền, là chứng thấp nhất của phàm phu, thì quý vị đã đè được cái tham truyền cái rồi, thì tự nhiên mình không có cái lòng mà mình muốn nói ra cho người khác, không muốn khoe cho người khác. Chỉ có trường hợp mình trình pháp cho một vị thiền sư hoặc cho thầy của mình, thì cái đó không xuất phát từ cái tâm tham. Chứ còn mình nói cho người khác nghe là toàn bộ là nói bằng tâm tham không. Thì khi mình muốn nói cho người khác có nghĩa là mình chứng dởm chứ mình không chứng thiệt. Nhớ như vậy.
À, dạ sư, cho con hỏi là trong cái mục thứ 4 là chế ngự năm cái truyền cái á, mà trong đó có một cái sân á, là à, mình hay dễ bực bội với những người xung quanh. À, sư chỉ là chế ngự nó bằng cách là rải tâm từ đến mọi người. Nhưng mà nếu như trường hợp người ta không rải tâm từ được thì mình sẽ dùng cái cách nào khác nữa? Tránh đi. Tại vì trong cái kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc, Đức Phật có nêu ra những cái trường hợp để mà mình coi là để mà mình xử lý những cái phiền não. Thì có những cái phiền não đó mình có thể mình đối mặt, nhưng mà có những phiền não mình không đối mặt được thì mình phải tránh nó đi, chứ không phải cái nào mà mình, hoặc là có những phiền não mình đối mặt không được, mình tránh không được thì mình phải chịu đựng, phải kham nhẫn. Giống như sư nhớ là trong một cái tác phẩm mà người ta đồn là của Đạt Ma Sư Tổ thì có nói là bây giờ nếu như mà người ta hủy báng mình ấy, người ta sỉ nhục mình, rồi người ta mắng mình, người ta chửi mình, đánh đập mình ấy, thứ nhất là mình tránh đi. Còn nếu mà tránh không được ấy, thì ráng chịu đi. Còn nếu mà chịu không được ấy, thì thôi khóc đi. Chứ giờ biết sao vậy? Không lẽ gì mình đánh lại người ta? Thì theo Phật giáo Nam truyền thì nó cũng tương tự như vậy. Thứ nhất là quý vị lôi cái đề mục thiền của quý vị ra. Ví dụ như quý vị rành rẽ về đề mục thiền Kassina thì lôi cái Kassina ra, tập trung về cái Kassina là tự nhiên là nó dẹp đi cái sân. Nhưng mà tốt nhất là nếu mình rành về tâm từ, mình có thể mình rải chuyển qua tâm từ. Quán họ như con ruột của mình. Bắt đầu mình rải tâm từ đối với họ. Nhưng mà nếu như cái nội lực của mình không có đủ, mình có thể quán qua tâm xã. Ví dụ như thôi anh làm cái chuyện đó, cô làm cái chuyện đó, anh tự anh chịu cái nghiệp của anh, cái mắc mớ gì mà tôi lo. Cái nghiệp anh tự xử anh rồi, tự như mình nói theo cách nôm na, tự mình hả hê với cái nghiệp của họ. Chứ còn mình không có lý do gì, tự nghiệp của họ xử họ. Thành ra là mình xả được. Còn một cách nữa, nếu mà mình nhắm mấy cái đó trong được, ráng chịu. Ráng chịu đựng, ráng khâm nhẫn, ráng chịu đựng. Mà chịu là phải xả nha. Nhẫn phải đi kèm với xả. Chứ nhẫn mà không xả là nó cứ tích tụ vậy đó. Giống như cái lò xo nó ép. Tới hồi người ta chọt mình cái là bắt đầu mình bung ra là không được. Còn nếu mà khâm nhẫn không được thì giống như Đạt Ma Sư Tổ nói, nhẫn không được thì khóc đi. Chứ biết sao giờ. Dạ bà sư cho con hỏi câu. Tức là tuần thiền á, thì nó là thiền chỉ và kết hợp luôn với thiền quán hay là nó là riêng rẽ? Khi mà đang nói cái thiền có hai kiểu. Thứ nhất là khi mà sư đang nói về cái định giác chi á, nó bao gồm luôn cả chỉ và quán. Còn khi mà sư nói về cái đề mục thiền định mà sư đang hướng dẫn quý vị á, là thuần túy là thiền chỉ. Bao giờ mà qua xong cái thanh tịnh đạo phần định rồi, chuyển qua cái phần tuệ đó, lúc đó mới nói tới cái thiền quán. Cho nên tùy chỗ. Ví dụ như cái chỗ này đang nói về cái định giác chi là luôn bao gồm cả chỉ và quán. Rồi bây giờ cũng vừa gần tới giờ rồi, thì chúng ta chắp tay lại hồi hướng ha. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, hãy là mối duyên lành để dưng khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Akasattha ca bhummattha divanaga mahitika
Punyan tang namo mô địch tu a chi răng rắc khăn tu sa sa năng A ca sát tha cha bhum mát tha di va na ga ma hi ti ka Punyan tang namo mô địch tu a chi răng rắc khăn tu di sa năng A ca sát tha cha bhum mát tha di va na ga ma hi ti ka Punyan tang namo mô địch tu a chi răng rắc khăn tu mâm pa răng I ta vat ta cha am me hi sam pa tam punya sam pa dam Sabbe diva anumodantu sabba sampatti siddhiya Ita vata ca ammehi sambhatam punya sampadam Sabbe bhutta anumodantu sabba sampatti siddhiya Ita vata ca ammehi sambhatam punya sampadam Sabbe satta anumodantu sabba sampatti siddhiya Idam me nyatinam potu sukhita hontu nyattayo Idam me nyatinam potu sukhita hontu nyattayo Idam me nyatinam potu sukhita hontu nyattayo Idam me punyang asavakaya vaham hotu Idam me punyang nipanasa pachayo hotu Mamang punyam pagang sabbasattanam dhima Sadhu, 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 sadhu.